Rồi, xin kính chào quý cô chú và anh chị. Thì hôm nay là cuối tuần thứ bảy, thì trường cũng chúc quý cô chú anh chị được nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Thì trường hôm nay trường có về một số đồ đồng xưa, đồ gốm để giao lưu cô chú anh chị. Thì mã số 1D đầu tiên, đây là trường có một ông Phật Thái nha. Đó, chất liệu là bằng đồng. À, chiều cao là 26, chu vi hoành đế ổng ngồi là 49, cân nặng của ông Phật Thái là 2,4 kg của chú chị, 2,4 kg. Rồi, cân nặng ông Phật Thái hàng là lặng và liền lạc của chú anh chị. À, rồi mã số 1D đầu tiên trường giao lưu của chú anh chị là 1.500.000 đồng, 1.500.000 đồng trường bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Rồi mã số 2D, đây trường có về một ông Tế Công, ông ngồi. À, rồi chiều cao là 22, chu vi hoành đế là 42, cân nặng của ông Tế Công là 1,5 kg. Đây, ở dưới đế hàng là lặng và liền lạc của chú anh chị. Rồi mã số 2D trường giao lưu của chú anh chị là 1,6 triệu, 1,6 triệu. Trường vào đánh bóng và bao ship toàn quốc của chú anh chị. Số điện thoại của trường là 0901 391 427, cũng là số Zalo và số Facebook của trường. Đây, mã số 3D, đây là cũng có trường có một cái bếp lò. À, chiều cao là 13, chu vi hoành đế của cái bếp lò là 35. Cái này mình có thể để ấm trà trên đây, mình để than ở bên trong của chú anh chị. Cái này để than ở dưới đây. À, đây có một cái dĩ để mà bỏ than lên cô chú anh chị, cái dĩ để mình bỏ than. Đó, cái bếp lò đây, một. Rồi, cân nặng của cái bếp lò là 1,4 kg. Rồi mã số 3D thì trường giao lưu của chú anh chị là 1.600.000 đồng, 1.600.000 đồng trường bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc. Rồi mã số 4D. À, mã số 4D này á, là trường hôm trước có về với cái hồ lô nhỏ này, trường cũng giao lưu rồi. Thì hôm nay trường có về một cái hồ lô nhỏ nữa để trường giao lưu cô chú anh chị. Chiều cao là 21, chu vi hoành đế là 22, chu vi hoành bụng của hồ lô là 28, cân nặng của cái hồ lô là 700g cô chú anh chị. Đây, ở dưới đít và ở bên trong của cái hồ lô. Rồi, đây trường bao của chú là lặng và liền lạc nha. Rồi mã số 4D trường giao lưu của chú anh chị là 650.000 đồng, 650.000 đồng. Rồi hôm nay trường cũng có về một cái Phật Di Lạc sông Trầm. À, sông Trầm Phật Di Lạc nha, ổng ngồi rất là chảm trệ nha. Rồi chiều cao của cái sông Trầm là 20, chu vi hoành đế là 30, chu vi hoành bụng của sông Trầm là 42, cân nặng của sông Trầm là 1 kg yếu, mình tính 950g của chú anh chị, mình tính 950g ở dưới đế và bên trong không có một ba giới của chú anh chị. Rồi hàng còn lành lặng và liền lạc. Rồi mã số 5D này trường giao lưu của chú anh chị là 1.300.000 đồng, 1.300.000 đồng trường bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Số điện thoại của trường là 0901 391 427, cũng là số Zalo và số Facebook của trường. Rồi mã số 6D, đây trường có mới về một cái sông Trầm Kỳ Lân, chiều cao là 18, chu vi hoành đế là 33, chu vi hoành bụng là 41, cân nặng của cái sông Trầm Kỳ Lân là 850g, mình tính 800g thôi. Đây, ở dưới đế ở bên trong. À, rồi mã số 6D là trường giao lưu của chú anh chị là 1.100.000 đồng, trường bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Rồi trường có cái sông, ủa cái này có cái đế mà. Rồi cái sông Trầm, đây sông Trầm, trường có một cái sông Trầm là đỉnh sông Trầm của chú anh chị, cái này đỉnh nhỏ
này đỉnh nhỏ của chú anh chị. Rồi chiều quay sơ lược bộ vòng của chú anh chị được thấy rõ hơn. Đó, cái này là nó có cái chân đế nha. Rồi chiều cao là 24, chu vi hoành đế là 31, chu vi hoành bụng của sông Trầm là 38, cân nặng của sông Trầm là 1,2 kg của chú anh chị, 1,2 kg ở dưới cái chân của nó đây bên trong. Rồi cái nó có một cái đế này nè cô chú anh chị, cái đế của nó rất là đẹp nha. Rồi mã số 7 dê này chiều Zalo của chú anh chị là 1.600.000 đồng, chiều bao đánh bóng và bao ship toàn quốc cô chú anh chị. À, rồi mã số 8 dê đây trường cũng có một cái sông Trầm Kỳ Lân luôn, nhưng mà cũng có cái chân đế cô chú anh chị. Mã số 8 dê sông Trầm Kỳ Lân có cái chân đế luôn, sông Trầm là sông Trầm lớn. À, rồi chiều cao là 29, chu vi hoành bụng của sông Trầm là 47, chu vi hoành đế là 41. Đây bên trong của chú anh chị không có ba giới nha. Rồi cái đế nó đây, đế rất là đẹp. Rồi cân nặng của sông Trầm là 1,8 kg của chú anh chị, 1,8 kg vét mà tính 1,8 kg thôi. Rồi mã số 8 dê này trường Zalo của chú anh chị là 2.500.000 đồng, trường bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Số điện thoại của trường là 0901 391 427, cũng là số Zalo và số Facebook của trường. À, rồi trường có một cặp Kỳ Lân đứng đây. À, chất liệu là bằng đồng của chú anh chị, một cặp Kỳ Lân đứng chất liệu là bằng đồng. Rồi chiều cao là 19, chiều dài là 19 luôn. Rồi hoành bụng của Kỳ Lân là 22, cân nặng của một con Kỳ Lân là 1,8 kg giác của chú chị, hai con là 3,6 kg. Rồi mã số ở dưới bụng đó của chú anh chị thấy không, hai con lành lặn và liền lạc của chú anh chị. Rồi mã số 9 dê này trường Zalo của chú anh chị là 2.200.000 đồng, trường bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Rồi mã số 10 dê đây trường cũng có một cái cặp hạt đó, cặp chân đèn hạt đó, đạp trên một cặp một con rùa. À, mỗi con hạt đạp trên cân con rùa, cặp đèn hạt của chú anh chị. À, rồi chất liệu là bằng đồng của chú anh chị, chiều cao là 47, chiều dài của con hạt là 21, chu vi hoành đế của con rùa, cái chân hạt á là chu vi hoành đế là con rùa là 61. À, cân nặng của một cặp hạt là 6,5 kg của chú anh chị, mình tính 6 kg thôi. Rồi mã số 10 dê này trường Zalo của chú anh chị, mã số 10 dê là 4,5 triệu. À, 4,5 triệu trường bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Rồi mã số 11 dê đây là trường có một bàn ủi con gà. À, chất liệu là bằng đồng. À, rồi chiều cao của bằng ủi từ cái tay cầm xuống cái đế bằng ủi á là 22, chiều dài của cái bằng ủi ở mép trên á là 22 luôn, còn ở dưới cái đế bằng ủi á là 25. Đây bên trong của chú anh chị này, bên trong à, đây nó có cái bằng ủi này, có cái đế nha, cái đế dĩ than với cái đế ở dưới. À, 1908 cái bàn ủi này năm 1908 của chú anh chị. Rồi cân nặng của bàn ủi là 7 kg, tại vì trường không có cân cái đế á, 7 kg của chú anh chị. Rồi mã số 11 dê thì trường Zalo của chú anh chị 3.500.000 đồng, trường bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Số điện thoại của trường là 0901 391 427, cũng là số Zalo số Facebook của trường. Rồi đây mã số 12 dê đây trường có một con cốc giữ tiền, à, tài lộc, à, cốc
Dạ, tài lộc của chú anh chị. Rồi chiều cao là 11, chu vi hoành đế của con cốc là 39, cân nặng của con cốc là 1,3 kg. Là dưới đế nữa này. Rồi chiều giao lưu của chú anh chị là 1.100.000 đồng, trường bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Số điện thoại của trường là 0901 391 427, cũng là số Zalo và số Facebook của trường. Đây, trường có một cặp quy hóa rồng, trên lưng có hình bát quái của chú anh chị. Chất liệu là bằng đồng, mã số 13. Rồi, chiều cao của quy là 10 1 1 tấc. Chu vi hoành đế là 36. Cân nặng của một con quy, mình cân một cặp luôn ha. Cân nặng của một cặp quy là 1,4 kg của chú anh chị, 1,4 kg. Đây, ở dưới bụng của con quy đây. Hàng còn lành lặn và liền lạc của chú anh chị, chất liệu là bằng đồng nha. Rồi mã số 13G này, cặp quy hóa rồng, trường giao lưu của chú anh chị là 1 triệu, trường bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Đây, hôm nay trường cũng có một cái bình voi đó, mã số 10 10 10 10 14G. Đây, cái này là sao nha, lấy cặp bình kia lên trước đi. Mã số 14G là cặp bình. Đây, mã số 14G là cặp bình song long của chú chị. Cặp bình song long. Đây, hai con rồng, mỗi bên một con rồng. Nó đối nhau của chú anh chị. Cặp bình song long. Này gốm tàu xưa hàng dẻ tay. Trường bao của chú anh chị từ giá 20 năm trở lên. Rồi, chiều cao là 43. Chiều ngang của miệng bình là 13. Chu vi bụng bình là 63. Chu vi hoành đế là 45 năm. Đây, hàng còn lành tích và liền lạc, không có rạn nứt chỗ nào của chú anh chị. Đây, chân đế. Đây, một chân đế của chú anh chị. Bên này cũng vậy. Rồi, cặp bình này trường giao lưu của chú anh chị là 3.500.000 đồng, 3.500.000 đồng, trường bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Rồi, mã số 15V là cũng mã số cuối cùng của cuối clip ngày hôm nay. Đó, đây là một cái bình voi. Đây, gốm Biên Hòa xưa. Cô chú anh chị thấy không? Người ta làm rất là đẹp nha. Ngày xưa cái hàng thủ công của người ta làm rất là đẹp. Hàng này hàng còn lành lặn và liên lạc của chú anh chị. Rồi, chiều cao là 32. Chu vi hoành bụng của cái bình voi là 71. Chu vi hoành đế là 50. Đây. Hàng rất là to của chú chị, hàng này 20-30 năm trở lên của chú anh chị. Rồi, mã số 15V là chiều giao lưu của chú anh chị là 2.200.000 đồng một cái bình voi. Rồi, là mã số 15V cũng là mã số cuối clip ngày hôm nay. Thì trường cũng rất cảm ơn quý cô chú anh chị vừa qua đã ủng hộ trường. Thì trường chúc quý cô chú anh chị được hạnh phúc bên gia đình cuối tuần. Trường cũng cảm ơn quý cô chú rất là nhiều. Thì hy vọng cô chú anh chị thời gian tới sẽ ủng hộ trường nhiều hơn. Rất cảm ơn quý cô chú anh chị.